chào mừng lại đến với kênh Livy Channel. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì vừa rồi có một số bạn đã bị mất cái tài khoản Zalo do các bạn chưa bật những cái khóa bảo vệ lên, bật như là bảo vệ hai lớp, rồi là xác minh qua số điện thoại hay là cảnh báo vân vân. Thì có một người lạ đăng nhập vào tài khoản của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Tiếp theo các bạn sẽ vào hình người cuối cùng bên tay phải này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhập vào cái mục là tài khoản và bảo mật. Đây là cái mục vô cùng quan trọng. Rồi thì ở đây các bạn sẽ xuất hiện những cái thông tin như là số điện thoại, đổi mật khẩu tiếp tục. Trong vòng khoảng tầm đến khoảng 2 hay 3 tháng chúng ta nên đổi đi mật khẩu một lần. Và bước tiếp theo đó là xác thực tài khoản. Thì nếu các bạn chưa xác thực thì đây có cái bảng dấu chấm than yêu cầu chúng ta phải xác thực tài khoản để đảm bảo an toàn. Thì sau khi các bạn xác thực xong và làm theo các bước theo yêu cầu của Zalo thì các bạn sẽ đạt được cái nút tích xanh ở đây, nghĩa là đã xác thực, nghĩa là chúng ta đã xác thực thành công bằng giấy tờ căn cước công dân hoặc là một giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Và tiếp theo, một tiếp theo đó là kiểm tra bảo mật. Thì thỉnh thoảng khi các bạn nghi ngờ tài khoản của bạn hay là các bạn nên vào để kiểm tra vấn đề bảo mật ở đây. Rồi thì đây là cái mục xác thực tài khoản. Thì đến đây họ đã thông báo lên chúng ta do mình đã xác thực tài khoản rồi thì họ thông báo là tài khoản đã được xác thực. Trong trường hợp bạn muốn xác minh dùng loại giấy tờ tùy thân khác thì các bạn có thể thay đổi tại đây. Thì người ta cũng có lưu ý đó là quá trình xác thực sẽ được thao tác lại tự động. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái bước xác thực này, mình đã hoàn thành rồi. Tiếp theo phần kiểm tra và bảo mật thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta sẽ vào để kiểm tra cái phần bảo mật này rất là hay. Thì ở đây sẽ thông báo chúng ta những tình trạng bảo mật là mạnh hay là yếu hay là trung bình vân vân. Thì ở đây mình đã làm hết thì các bước này nó sẽ hiện lên màu xanh hết, thì nó sẽ hiện lên là tình trạng bảo mật là mạnh. Còn như các bạn chưa làm các bước này thì hệ thống sẽ thông báo tình trạng bảo mật có thể là yếu hay là trung bình vân vân. Bảo mật hai lớp thì các bạn sẽ chỉ việc bấm vào chúng ta kích hoạt và số điện thoại xác nhận chúng ta đã xác nhận 38 ngày trước, có nghĩa là sau một thời gian Zalo yêu cầu chúng ta xác nhận lại số điện thoại mà các bạn đã đăng ký với Zalo. Và tiếp theo là cái mục xác thực tài khoản thì mình đã xác thực bằng giấy tờ tùy thân rồi. Và phiên bản Zalo thì các bạn cũng nên cập nhật update lên phiên bản mới nhất, bởi vì những phiên bản mới nhất thì nó có tính năng bảo mật cao hơn so với các phiên bản trước, phiên bản cũ. Và tiếp theo đó là thiết bị khác đã đăng nhập, đó là tình trạng thiết bị mà đã đăng nhập trên Zalo, bao nhiêu thiết bị, bao nhiêu tài khoản máy tính hay là iPad hay là một cái thiết bị khác mà các bạn đang nhập vào thì nó sẽ hiện ra đây. Thì các bạn muốn xem thì các bạn sẽ nhập vào cái mục ở đây. Chúng ta sẽ nhập vào cái mục này để xem thiết bị đang đăng nhập là thiết bị nào. Và ngoài ra có cái phần lịch sử để chúng ta biết. Đây quản lý thiết bị đăng nhập này thì các bạn sẽ thấy là tất cả những thông tin mà khi các bạn đăng nhập vào Zalo thì ngay tại đây hệ thống sẽ hiển thị chúng ta đăng nhập bằng cái máy gì và thiết bị đăng nhập khác. Zalo VC rồi là thiết bị đã đăng xuất gần đây vân vân, tất cả tập. Thì các bạn khi có cảm giác là không an toàn, các bạn đăng nhập thêm một thiết bị công cộng thì các bạn quên đăng xuất ra thì các bạn vào đây và bạn có thể bấm vào mục này để chúng ta đăng xuất tất cả những thiết bị mà mình đã đăng nhập trên thiết bị đó ra khỏi Zalo sẽ out ra và chúng ta sẽ bảo đảm được an toàn, bảo đảm tài khoản Zalo của chúng ta và các thiết bị đã đăng xuất ở đây. Để thống sẽ chi tiết chúng ta. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào mục lịch sử. Thì tại đây lịch sử họ thông báo chúng ta ngày giờ và chúng ta đã xác thực trên thiết bị nào rất là cụ thể để chúng ta có thể kiểm tra lại tài khoản chúng ta có bị rò rỉ hay là bị ai đó đăng nhập hay không, rất là hay. Rồi như vậy là trong video này mình đã chia sẻ cho các bạn cách chúng ta khóa bảo vệ trang Zalo chống bị hack. Thì bao gồm các bước rất là cơ bản và bảo đảm an toàn cho tài khoản của các bạn tránh bị hack và mất tài khoản đáng tiếc. Hy vọng video hữu ích và mang lại các bạn những giá trị hữu ích nhất định. Và nếu có câu hỏi nào chưa rõ thì các bạn cứ để lại ở phần bình luận. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ ủng hộ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.